Và video vừa rồi là cái quá trình mà mình cài kẹo lên 2750 kẹo. Ủa, 1750 chứ. Là nó vừa đủ để mình lấy 3 món đồ trong đây. Và cái sự kiện Noel này, những món đồ này thực tế là đã xuất hiện từ trong update trước. Đó là năm đó thì mình có chơi Lock Root. Nhưng mà năm đó thì mình chả lấy một món đồ nào cả. Rồi cái điểm kẹo thì còn cho đến năm nay. Thì năm nay mình bắt đầu mình farm mình lấy nó. Tại vì thời điểm này đang là cuối của cái giai đoạn update này rồi. Mình đoán là không chừng thì sau Valentine thì nó sẽ update một cái update mới, và lúc đó thì nó sẽ có sự sự kiện mới, trái quỷ mới. Thì lúc này mà mình không mua những cái món này thì đợi đến bao giờ? Mary chết mết nè, thì chắc là năm sau á, nên là năm nay mình quyết định mình mua nó luôn. Công nhận thời điểm Tết rồi mà mua đồ Noel, công nhận đỉnh thật. Mình không biết là cái này là cái gì, đầu tiên mình phải mua nó thử coi. 1.000 kẹo. Rồi, nó đưa cho mình rồi. Nhưng mình chả biết cái đó là cái gì hết. Để coi mình còn bao nhiêu. Mình còn 761 kẹo đúng không? Rồi thì chắc là một cái món đồ trong đây. Mình nghĩ là ý, mình không coi cái tên nó rồi sao mà vô đây sao tìm được đó các bạn, đúng không các bạn? À, mình nhớ ra rồi. Trời ơi, mình đang tưởng tượng là mình chơi anime fighter các bạn. Tại vì mình ngồi ở đây mình bấm M hoài à. Thì nó là một cái thuyền. Nếu mà như trong Anime Fighter thì mình đó là một cái con thú cưỡi hay là một cái xe tuần lộc, thì nó nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ ra bến thuyền để mình lấy cái thuyền Noel ra. 1.000 kẹo. Trời ơi, cài 1.000 kẹo bây giờ đúng chua thật luôn á các bạn. Hồi đó mình nhớ dễ cài lắm mà cuối sự kiện làm như là kẹo nó khan hiếm hay sao mà giờ cài nó khó. Đây à. Chắc phải nằm ở trang này đúng không? Đó, đây là cái trang này nè, thử coi là cái này nó chạy nhanh hay không. Trời ơi, được có 3 chỗ ngồi luôn các bạn, ghê không? 3 chỗ ngồi mà có chữ. Ôi. Và đây là kiện rồi nha. Tại sao cái chữ cờ bác tô mà đem mà lật ngược cái thế này? Không được rồi. Ôi rồi. Cái thuyền này đi nhanh đấy chứ. Mình thấy nó đi nhanh cỡ cái thuyền cỡ cái thuyền Game Pass này không ta? Đây là có một cái thuyền nghe Game Pass giá 1.000. Ui, không phải cái thuyền Game Pass miễn phí này nè. Thật ra là cũng là Game Pass đó, nhưng mà mua thì không tốn Billy. Mình đi thử coi cái nhanh cái này không ta. Bây giờ không có hai món, không có hai ạc ở đây để mình so sánh, nhưng mình thấy thì nó chắc cũng cỡ cỡ nhau á. Đầu mình sẽ lấy một cái thuyền bên đây nè, mấy cái thuyền này ra để mình đi thử làm biết liền chứ gì. Chắc là cỡ mấy cái chiếc thuyền này thôi, tại vì giá nó 5.000, chứ nhanh cỡ như thuyền Game Pass thì còn gì là đặc quyền thuyền Game Pass nữa các bạn, đúng không? À, tự nhiên mình ngồi ghế dưới mình hỏi sao. À, trời, đúng rồi, đi bằng cái này thôi chứ nó không có đi nhanh hơn. Giật cả mình nè. Chắc là sau này mình phải có một cái clip so sánh để thử coi là nó chạy như thế nào, chứ như thế này không thì cũng ước lượng thì cũng không được ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy qua đây. Ồ quên, mình chạy vào đây mình đổi tiếp cái món đồ thứ hai của nó là coi là món đồ gì. Cái món đồ thứ hai mà mắc thứ hai này là cái nón. Thế là hai cái nón thôi, cái nón này 500 kẹo. Để thử coi là đây, bây giờ mình phải reset rồi, mình phải set hồi sinh ở đây. Nãy quên tháo cái nón ra, quên tháo cái nón ra, giờ phải mất công cực không, phải reset nè. Rồi. Để coi là cái nón này nó sẽ tăng cho mình cái gì ha. Santa hat. Cái nón Noel nhìn vô thời 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 điểm này bắt đầu mới ngồi chơi Noel, anh em thấy bác tô bị out meta không, chậm chạp không? Rồi bây giờ thì sẽ coi coi nó tăng cho mình gì. 30% tốc độ di chuyển, 12% đam, trái quỷ và kiếm hả? Còn 450 energy, 450 máu. Trái quỷ và kiếm à, cũng được, nhiều khi mình cũng cần nó đó. Nhưng mà mình thấy có những cái áo choàng khi mình đánh boss bí ẩn thì nó còn hợp lý hơn cái này. Rồi bây giờ mình tháo nó ra. Cũng gì á, trong cái update này á, nó kiểu như là trong cái update mà trước đây á thì cái hack nó nhiều quá, cái mình thành ra mình cũng lười chơi Lock Root các bạn. Chứ nếu như mà hack mà nó không có hoành hành thì chứ mình cũng ráng mình cài Lock Root. Cái lý do á, là mình cài những cái công sức mình cài á thì mọi người nói mình hack. Từ đó thì chả ai muốn cày, từ cái update mà ra cái Thiêu La Bắc đó
là mình cày, các bạn nói mình hack nên mình cũng chả thèm cày. Qua update này là các bạn cũng thấy mình chơi rất là lâu luôn mới max level. Đó là một cái lý do mà update này mình đến bây giờ mình mới chơi cái update Noel nè. À, cái này tăng cho mình 20% tốc độ chuyển, 10% đam của melee và kiếm, 5% giảm thời gian hồi chiêu của melee và kiếm. Ôi cây này thôi, thấy là cái này còn chắc không bằng kiếm đồ Flamingo vậy, đúng không? Thôi thì mình thấy là cái tốt nhất đối với mình vẫn là cái tăng tốc độ chạy các bạn. Không hiểu sao chứ mình vẫn thích mấy cái đồ tăng tốc độ chạy hơn. Cái nón tăng tốc độ chạy của mình tên gì quên mất tiêu rồi, lâu quá không lấy ra sử dụng. Đâu rồi trời? À, hình như nó nằm đâu dưới cuối á. Không phải, trời đất ơi. Bây giờ tôi sử dụng cái nón tên gì giờ tôi cũng không nhớ luôn rồi. Vậy là chắc là nằm à đây, đây đây đây. Rồi, thì coi như là mình đã review xong một lượt ba cái món đồ Noel đó mà các bạn hầu như là đã biết hết rồi, mà đến bây giờ thì bắt tôi mới sở hữu. Thì mình cũng sẽ giải thích ra luôn á, là thời gian qua mình không có cày này kia cũng là vì hack nhiều quá đó, thì nguyên nhân là như vậy á. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.